Xin chào tất cả anh em, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ màn hình Android mà đúng theo tiêu chí của anh em, đó là đúng chất, ngon, bổ và hợp lý. Vì sao mà nói thế? Đây là một cái bộ màn hình của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là của ZTEC. Và cái bộ màn hình này thì là sản phẩm vừa mới ra cho anh em, đó là bộ ZTEC ZT18360. Đấy, bộ này là bộ màn hình lên cam 360 nhá. Bởi vì em nói tại sao em nói là ngon, bổ và hợp lý. Về cái bộ màn hình này lắp ra hoàn thiện cho anh em chỉ với có 9,5 triệu là anh em sẽ được tặng kèm bộ cảm biến sốt lốp. Còn nếu anh em không lấy cảm biến sốt lốp thì sẽ chỉ còn 8,5 triệu thôi. Đấy, mà bộ màn hình này sẽ bảo hành cho anh em là 18 tháng anh em nhá. 12 tháng đầu tiên sẽ là đổi mới, còn tháng tiếp theo là sẽ là sửa chữa. Và trong 18 tháng đấy thì anh em sẽ không mất chi phí gì để khi mà bị mà bảo hành ạ. Đấy, chiếc màn hình Android Z18360 thì có những cái gì? Đây là cái vỏ hộp bên ngoài của em nó này, anh em thấy không? Vẫn là những cái bộ màn hình đây. Bộ màn hình Z18 nó sẽ cải tiến hơn, đó là bộ màn hình tràn viền và không còn con phím cứng ở đây nữa. Đấy, nó sẽ là phím mềm anh em nhá. Đấy. Và tất cả bên trong cái bộ sản phẩm thì đều có một cái thẻ bảo hành chính hãng của ZTEC. Và cái bộ màn hình của ZTEC thì sẽ được kích hoạt bảo hành chính hãng cho anh em trực tiếp trên màn hình, nên là anh em không lo cái phần thời gian đó là trôi bảo hành nhá. Và thứ ba, bộ phụ kiện của màn này và những cái bộ mắt cam, đây vẫn là mắt cam của Sony 25 với mắt đằng trước nhỏ gọn đẹp, nên lắp lên xe rất là thẩm mỹ nhá. Mắt đằng trước và mắt đằng sau vẫn như nhau đấy anh em, với chuẩn công nghệ đó là mắt cam của Sony 225 đấy. Với cái chi phí bỏ ra thì cực kỳ hợp lý và đã sở hữu được một chiếc bộ màn hình Android liền cam 360 ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam, tặng cảm biến áp suất hiển thị cảnh báo liên tục cho anh em khi mà có dấu hiệu lốp non hoặc là thủng thì anh em sẽ được cảnh báo từng đến từng lốp và nhiệt độ lốp đấy. Anh em còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay Akala Thái Nguyên để nâng cấp cho mình một bộ màn hình Android liền cam 360 ZTEC để đi di chuyển an toàn hơn, cảnh báo tốc độ cao và đầy đủ các tính năng. Vâng, cảm ơn anh em.